Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em nhận 2 đô, mỗi lượt ghép 2 đô sau khi hoàn thành đăng ký thì KYC của tất cả các bạn. KYC thì rất là dễ luôn. Đầu tiên các bạn click phần link mô tả mình đăng ký một tài khoản email nè, các bạn ghi vào nè. Kèo này có nhiều bạn rút rồi nha các bạn. Mình là lựa kèo chất lượng không ạ. Rồi các bạn bấm vào nút sign up nè. Đầu tiên email password xác nhận password nha các bạn. Còn mã này thì các bạn để ý thinh các bạn. Các bạn bấm nút sign up nè. Kèo này đến từ Đức các và quý năng. Rồi các bạn mở mail vào của MailComfit, nó gửi mail về trong vòng 20 giây nha tất cả các bạn. Cái này mà là kèo ngon các bạn. Các bạn chờ mình chút nha. Thư các bạn lục chung tất cả thư các bạn. Benvin you heo. Rồi đây nè, gửi về một cái mail đây các bạn. Thấy không ta? Rồi các bạn lướt xuống các bạn. Các bạn bấm vào một confirm này nha tất cả các bạn. Đây dự án của Đức nha các bạn. Kèo khá là ngon luôn. Các bạn chỉ việc đăng ký và KYC các bạn nhận 2 đô, chia sẻ một lượt ghép 2 đô và các bạn đăng nhập cho. Này các bạn, nó có nói nè các bạn. Sau khi tất cả các bạn KYC chúng tôi sẽ về 24 giờ receive Satin coin. Rồi các bạn bấm bỏ nha các bạn. Là dự án chất quá khá là chất lượng luôn nha tất cả các bạn. Trong web nó nè. Rồi các bạn chỉ việc đăng nhập thôi nha các bạn. Vì bất quả mình che lại nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào, tôi không phải là người máy nha các bạn. Khi đăng nhập thôi. Các bạn cố gắng làm kiểu này nha các bạn. Có nhiều bạn rút tiền rồi mình mới làm cho hướng dẫn cho tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn chơi nhiều dự án để không biết nguồn ai góp, các bạn sẽ cam chết. Rồi các bạn bấm xin. Rồi lưu đi. Rồi đây mình check qua thử án thông tin giúp các bạn. User hiện tại là có 23.669 user tham gia nha các bạn. Deposit. Rồi. Rồi đây thì mình không quan trọng, cho bạn nhấp vào đây nè các bạn. Nhấp vào ba chữ gạch nè. Các bạn bấm vào một cài đặt nha các bạn. Đây thì các bạn verify nha các bạn. Các bạn chọn password. Các bạn verify, các bạn ghi vào cái ID password. Cái này KYC ha. À, các bạn. Các bạn ghi vào chỗ này giấy số chứng minh nhân dân của mình nha tất cả các bạn. Ví dụ mình 032 532 99 31 577. Rồi các bạn bắt lên cho nó một giấy, một ảnh mặt giấy chứng minh thư nhân dân mặt trước của tất cả các bạn nha các bạn. Dù gì. Rồi mặt thứ hai các bạn cầm một cái bức ảnh có hình gì nè các bạn. Có hình bức ảnh các bạn có cầm giấy chứng minh thư nha các bạn, chứ không phải là giấy chứng minh nhân dân mặt trước mặt sau nha các bạn. Cầm như hình như cô gái này nè các bạn. Cầm y chang như gì nè các bạn. Rồi các bạn tải lên. Rồi các bạn bấm nút submit nha các bạn. Vì mình chưa có tài liệu nên mình chưa có tải nha các bạn. Đây chương trình của nó nè. Daily Member Wallet. Chương trình nó sắp sửa bán email này các bạn ơi. Nó bán email là 0 balance gây 1 UT.
TRXRS. Nha các bạn, nó còn bữa ngày 7 tháng 8 là còn một ngày mấy nữa nó bán EL rồi các bạn. Nó mở bán EL, hiện tại nó chưa có một tốc cần là 0.001 đô. Đây là cái link ghép các bạn. Link ghép mình là cái UID này nha các bạn chỉ việc copy cái đây mình hướng dẫn các bạn lấy link ghép luôn nha. Các bạn copy cái UID này kêu các bạn bè thăng nhập cái mã cái link ghép này vào nha tất cả các bạn. Link ghép là cái mã giới thiệu mình nè. Mỗi một lượt ghép 2 đô nha tất cả các bạn. Kèo khá là ngon. Bơ wallet. Kèo này đến từ Đức ơi. Bạn nào nhấp vô đây. 050. Rồi vậy video mình kết thúc nha các bạn. Mình sẽ làm cái video khi nào đủ minh rút mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn rút tiền nha các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn ạ. Và phần đem qua minh rút mình rút tiền đi. Wallet. Các bạn nhấp vào wallet nè. Hiện tại mình chưa KYC chưa có gì cho nha các bạn. Sau khi các bạn KYC xong các bạn có 2 đô chỗ này nè. USD. Wallet minimum. Thôi để mình KYC xong đi mình làm video hướng dẫn khi nào rút tiền mình làm cái video hướng dẫn các bạn rút tiền các bạn. Vì đó có bạn mình rút có nhiều người bạn mới rút rồi. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.